đầu năm học cũng gần một tháng rồi. Các bạn đã quen với trường lớp của mình chưa? Đã thân nhau với bạn cùng bàn hay là chưa? Trâm đã qua rồi thời học sinh, nhưng cũng mê lắm việc đến trường. Hôm nay cùng Trâm trang trí ô ghi chú cho bullet journal và study planner nha. Vốn là người rất hảo đồ ngọt nên chủ đề ô ghi chú lần này sẽ là bánh ngọt và kem tươi. Đầu tiên, vẽ ba đường uốn lượn, phần chóp thì cho nó nhọn nhọn, dùng màu hồng trong bộ pastel tô nền. Cho thêm một vài em kẹo cớm lên trên bề mặt. Phần đế bánh thì bo tròn góc, vẽ hơi to một tí để đủ chỗ ghi ô ghi chú. Giờ thì thấy giống một chiếc cupcake rồi đúng không nè? Bay sang mẫu thứ hai, Trâm vẽ một em kem cam dâu, phần sô-cô-la dâu, cho em nó uốn lượn một tí, giống như khi nhấc chiếc kem lên, nó tan chảy ra vậy á. Thêm que kem để dễ cầm. Cho thêm em nó một nụ cười tươi rói. Vậy là đã có một chiếc ô ghi chú yêu ơi là yêu rồi. Mẫu tiếp theo sẽ là một cốc kem tươi vị cherry. Đầu tiên thì gắn hai em cherry lên viên kem. Kem này vừa ra khỏi tủ lạnh nên tan chảy quá trời luôn. Mê kẹo cớm, Trâm lại rắc kẹo cớm lên trên viên kem, rồi tô màu cho chiếc cốc nữa là xong. Lần này thì chạy ngay vô cửa hàng tiện lợi, chọn ngay một cây kem dâu tây, ăn cho thật là mát. Đặt em nó ở góc trái của ô ghi chú, rồi vẽ bo viền. Góc phải là một đường uốn lượn, quăng thêm tiêu đề vô nữa là xong một chiếc ghi chú rồi. Ta-da! Hoàn thành ô ghi chú chưa tới 5 phút, dễ như ăn kẹo. Nếu thấy hữu ích thì đừng quên follow Trâm để xem thêm những ý tưởng lên bullet journal cũng như là study planner nha.